Hello, xin chào mọi người. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Video chia sẻ ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái app để khai thác miễn phí cái đồng AXI và nhận BTC hàng ngày nhé. Thì cái việc nhận BTC hàng ngày ấy là chúng ta có thể rút được nhé. Đã có người rút được hàng ngày thì mọi người sẽ vào claim để nhận cái đồng AXI, đồng thời là chúng ta sẽ nhận thêm cái đồng BTC. Vì cái dự án này ấy, thì nó cũng chỉ mới ra mắt thôi, nhưng mà đã được cái số lượng cộng đồng tham gia rất là đông đảo. Ở đây ấy, thì mọi người có thể là join vào cái nhóm Telegram và Twitter của nó để có thể tìm hiểu thêm những cái thông tin về cái dự án này. Thì mình thấy là cái dự án này nó cho chúng ta khai thác free cái đồng BTC ấy. Cũng cảm thấy là đây là một cái dự án khá là chịu chơi đó, cảm là một cái dự án khá là chịu chơi và cũng vô cùng tiềm năng nhá, và lại hoàn toàn free, nên là mọi người hãy nhanh tay đăng ký cho mình một tài khoản để tiến hành khai thác cái đồng này nhá. Thì hiện nay ở trên cái trang nhóm Telegram của nó ấy, thì nó đã có khoảng là 12.000 người theo dõi rồi. Các thông tin ở đây thì nó sẽ đăng tải ở trên này đó. Thì ngoài ra thì mọi người cũng có thể là join vào cái nhóm join vào Twitter của nó, thì những cái thông tin hàng ngày nó sẽ đăng tải trên Twitter này nhé. Đây đó, thì nó có những cái thông tin ở đây thì mọi người có thể theo dõi thêm đó. Thì ở đây trong cái việc mà nó cho nhận cái BTC hàng ngày thì mọi người có thể là nhận ngẫu nhiên từ 1 cho đến 50 50 đô BTC nhé. Nhận ngẫu nhiên nhé, mọi người nhận ngẫu nhiên nhé, chứ không phải lúc nào mọi người cũng nhận được một cái số lượng như nhau. Và cái việc rút cái đồng BTC về ví thì cái min rút của nó là tối thiểu là 10 đô BTC. Thì trong cái việc rút này thì nó cũng sẽ gọi là bốc thăm may mắn nhé. Ở bên phía dự án họ sẽ bốc thăm may mắn, chứ không phải là chúng ta cứ rút là chúng ta về. Thì tất cả là nó gọi là kèo nhân phẩm đấy. Ví dụ anh em đặt lệnh rút thì nó sẽ ở cái chế độ pending, và sau đó thì bên phía dự án thì họ sẽ tiến hành bốc thăm, ai may mắn thì sẽ nhận được cái đồng BTC đó về ví nhá. Thì đây là một cái kèo khá là ngon đó. Thì ở đây nó có cả sách trắng rồi tất tần tật các thứ, mọi người cũng có thể là theo dõi thêm đó. Và để đăng ký được cái kèo này ấy, thì mọi người cần bấm một cái đường link tải app mình để dưới phần mô tả nhé, sau đó thì mọi người sẽ làm theo hướng dẫn của mình. Rồi sau khi bấm vào đường link mô tả thì nó sẽ ra cái trang web để mọi người có thể download cái app này về nhé. Ở đây thì mọi người sẽ kích chọn vào chữ download này cho mình này. Rồi mọi người sẽ tắt cái quảng cáo này đi. Đó, sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn upload file. Mọi người sẽ chọn tải xuống nhé. Đó. Và chờ nó tải về. Rồi ok, sau khi tải xuống thì mọi người sẽ mở ra và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt nhé. Rồi mở ứng dụng này. Rồi ở đây thì mọi người có thể là không cho phép nhé. Thì ở đây nó sẽ có hai hình thức đăng nhập, đó là đăng nhập bằng Google. Mọi người sẽ bấm chọn nó đăng nhập Google này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ chọn cái địa chỉ Gmail để chúng ta đăng nhập vào. Rồi ở đây thì mọi người sẽ phải nhập một cái mã mời nhé. Thì đây là một cái mã mời bắt buộc để mọi người nhận được là 1.000 cái đồng AXI này. Và cái mã mời này mình có để dưới phần mô tả nhé. Mọi người sẽ copy cái mã mời và dán nó vào đây, sau đó bấm chọn claim. Rồi, sau đó chọn claim này. Ok, mọi người sẽ nhận được 100 cái đồng token AXI. Bấm chọn ok để nhận nhé. Rồi, ở đây thì mọi người có thể cho phép hoặc không cho phép thì tùy. Rồi. Rồi thì sau khi đó thì nó sẽ vào cái trang chính để chúng ta khai thác cái đồng AXI này. Thì ở đây mọi người để ý này, nó sẽ có hai dòng. Một là Start Mining. Thì khi mọi người bấm chọn vào Start Mining là mọi người sẽ khai thác cái đồng AXI đây nhé. Và mỗi ngày cứ sau 24 giờ mọi người vào đây để kích đảo.
Đó, và ở dòng dưới này là cái phần dòng BTC Away là mọi người sẽ nhận cái đồng BTC. Đó thì ở đây thì mọi người sẽ kéo thanh trượt sang phải này để chúng ta tiến hành khai thác. Đó, thì sau 24 giờ. Sau 24 giờ nhá, mọi người sẽ vào đây khai thác. Tiếp theo hàng ngày, cứ mỗi một ngày mọi người sẽ vào đây để nhận cái đồng BTC, mọi người kéo trượt sang này. Rồi, và bây giờ mọi người sẽ bấm chọn vào cái giữa này cho mình nhá. Như mình ở đây random thì mình đã nhận được ba cái đồng BTC này, ba cái đồng BTC này nhá. Đó thì chúng ta sẽ nhận được ngẫu nhiên, và cái việc rút tiền nó có trả hay không cũng là ngẫu nhiên nhá, nó gọi là xổ số đấy. Đó thì để rút tiền ấy, trước tiên thì mọi người cần phải nhập cái địa chỉ ví vào đây. Thì đó thì mọi người sẽ gửi, à rút tiền thì mọi người bấm chọn vào cái mục send này. Đó thì ở đây thì mọi người sẽ phải nhập cái số lượng BTC và cái min rút tối thiểu của nó là 10 đô la nhé. Sau đó bấm chọn send. Rồi quay trở lại này. Thì cái việc liên kết ví, thì mọi người bấm chọn vào ba gạch này cho mình. Rồi chọn wallet này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn nhập cái địa chỉ ví MetaMask ở đây hoặc là cái địa chỉ ví BTC nhé. Mọi người sẽ nhập cái địa chỉ ví MetaMask ở đây. Đó, mọi người có thể copy nhập cái địa chỉ ví MetaMask. Thì cái việc KYC của nó ấy, thì nó sẽ hoàn thành sớm thôi. Rồi, chúng ta sẽ liên kết cái địa chỉ ví của ví MetaMask vào đây nhé. Sau đó bấm chọn Submit này. Để sau này chúng ta sẽ rút cái đồng AXI này về. Đó, như vậy là đã liên kết ví thành công. Thế còn để rút cái đồng BTC thì mọi người cần phải lấy cái địa chỉ ví BTC nhé. Ví BTC thì mọi người có thể lấy địa chỉ ví BTC ở trên MetaMask, trên Trust Wallet, trên sàn Onnet hoặc là bất kỳ địa chỉ ví ở sàn nào thì mọi người sẽ dán vào đó. Đó thì để rút được ấy thì mọi người sẽ vào cái mục BTC Away này. Sau đó mọi người bấm chọn Send này. Bấm chọn Send đây nhá. Thì ở trên này thì mọi người sẽ dán cái địa chỉ ví BTC. Dưới này mọi người nhập cái số lượng và bấm chọn Send để rút. Thì trong cái quá trình rút ấy, thì nó sẽ đặt ở cái chế độ pending. Nếu chúng ta may mắn thì chúng ta sẽ nhận được, còn không thì chúng ta đành phải chấp nhận, bởi vì nó là một cái trò chơi xổ số nên là không phải là cứ rút là chúng ta sẽ về được đâu nhá. Đấy là anh em thông cảm là như thế, chứ không lại mình đăng video lên rồi lại bảo là sao không rút được rồi scam scọ thế này. Đó thì dù sao đây cũng là một cái kèo free nên là chúng ta cứ làm thôi, biết đâu dự án sau này phát triển thì chúng ta lại có một cái khoản thu nhập. Là có một cái khoản thu nhập nhá. Rồi ok mọi người, mình như vậy là mình đã chia sẻ đến mọi người một cái kèo khai thác free hoàn toàn miễn phí và nhận cái đồng BTC. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.